Xin chào các bạn, hôm nay thì mình tiếp tục cái chuyện video về hướng dẫn và review những cái clip hay trong AutoCAD. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một cái clip có tên nó là RB. Chức năng của nó là đổi tên của block nhá. Đây, chức năng là đổi tên của block RB. Thì clip này sử dụng trong những trường hợp khi nào? Ví dụ như các bạn làm việc về mảng kiến trúc, kiến trúc nội thất thì bạn sẽ thường hay làm việc đến những cái bộ bàn ăn đúng không ạ? Bộ ghế sofa. Thì ở trên này mình cũng đã sưu tầm được một số cái thư viện CAD trong quá trình mình đã sử dụng được. Bạn nào mà muốn sử dụng cái bộ thư viện này thì mình có thể share ở dưới link ở dưới mô tả của video nhé. Đấy, thì các bạn sẽ sang thư viện, các bạn lấy để các bạn sẽ lắp vào trong cái công trình của mình, các bạn cái cửa đi như này. Mình sẽ lấy một cái cửa đi ạ. Cửa đi. Ok, mình copy ở dưới này. Hay là những cái phần trước bộ ghế sofa. À, mình sẽ lấy chiếc sofa này đi. Một chút nữa về chắc các cái phần bàn ăn hoặc là bàn họp tùy theo cái thể loại công trình mà các bạn đang làm. Ví dụ cái bàn ăn này đi, bàn ăn này bàn ăn 6 chỗ nó có vân gỗ thì mình thấy nó rất là đẹp. Đấy. Hoặc là một số những cái phần đối tượng khác, những cái phần block khác, cây cỏ như nhỉ. Ok, đây mình sẽ lấy tạo sử dụng một cái cây này đi. Ở đây thì cái bản vẽ mình nó đã phân loại rất là rõ ràng thôi, nhưng mà cái phần text nó đang bị lỗi từ vì máy mình vừa mới cài Win xong, mình chưa có update phone nâng cao vào. Và vì vậy mà AutoCAD nó chưa đọc được cái phone nâng cao này. Mình cũng đã làm một cái video là hướng dẫn khắc phục các cái lỗi phone ở trong AutoCAD rồi nhé. Cách thêm phone vào thì mình đã làm một cái video ở trong cái series video trên cái kênh của mình. Đấy, bạn nào mà bị lỗi phone tương tự như mình thì có thể là xem lại cái video đấy để thêm phone và tránh cái tình trạng lỗi phone như thế này, đúng không ạ? Ok, bây giờ quay trở lại với nội dung chính. Thì ví dụ các bạn đang sử dụng những cái block ở trong bài của mình như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra xem cái tên nó đã ổn định chưa, nó đã theo ý muốn của mình hay chưa đúng không ạ? Đấy, mình kích đúp vào đây để thấy tên của nó. Đấy, tên của nó hiện tại bây giờ đang rất là kiểu tên kiểu random, tức là cái tên của hệ thống và nó không theo một cái chức năng mô tả chức năng chi tiết về cái đối tượng block mà mình đang sử dụng. Như vậy mà chúng ta sẽ cần phải đổi tên lại để chúng ta làm việc nó được dễ dàng hơn, đúng không ạ? À, những cái tên không có tiền tố họng tố hay là nó viết nó rất là ẩu vậy, đúng không? Ta sẽ đặt tên nó lại cho thật là chuyên nghiệp. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đổi tên nó như thế nào nhỉ? Thông thường thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái clip này, clip RB. Thì để sử dụng cái clip này các bạn sẽ làm như sau, các bạn sẽ click có thể là mở AutoCAD lên nhé. Đấy, và các bạn mở cái clip này, thì cái clip này mình sẽ để cái link tải ở dưới phần mô tả của video này, thì bạn chỉ việc bấm về và làm theo video. Ngay sau đây mình cùng thực hiện. Đấy, thì các bạn sẽ kéo thả clip này vào trong AutoCAD. Thả vào đây. Từ đây nó sẽ load vào, và nếu mà có cái bảng thông báo nó hiện ra nhé. Ở đây mình load rồi, nó không hỏi thông báo nữa. Và nếu mà bạn nào mà có thông báo thì cứ chọn load vào. Và khi mà load được thành công rồi thì các bạn sẽ gõ được cái lệnh RB nhé. Không load vào thành công thì tức là chúng ta sẽ chưa thực hiện được lệnh này. Đấy, RB. Cách load thứ hai các bạn có thể vào cái AP, là cách load tiền trống là nó là bằng lệnh AP, xong rồi bạn sẽ sổ đường dẫn này đến cái thư mục của bạn trừ cái file clip ở trên máy tính ấy. Đấy, các bạn nữa thì chọn vào đúng cái clip RB, bạn chọn ấn load. Đấy, bên dưới này nó đã có thông báo rồi ạ, đã load clip thành công rồi. Ok, như vậy là các bạn có thể là tắt close và sử dụng lệnh RB. Đấy, như trên cái giao diện của mình đã thực hiện thành công rồi ạ. Bây giờ mình sẽ đổi cái tên này đầu tiên là gì ạ? Là tên nó đang là kiểu không rõ ràng lắm đúng không ạ? Mình sẽ đổi thành cái cửa này là cửa, mình sẽ dùng lệnh DI để đo kích thước xem. Cửa này cửa 900 đúng không ạ? Đây là cửa DI 900. Cửa đơn 900 đấy ạ. Thế bây giờ mình sẽ RB đây. Đây mình chọn vào đây. Đấy, nó bảo là ra gì ạ? Lựa chọn tên block mới mà các bạn muốn đặt cho nó, thì vậy mình đặt cả tiền tố là KT gạch ngang này. Cửa đơn 900. Đó, enter để kết thúc lệnh. Đấy, mọi cái thao tác nó chỉ diễn ra trong vòng 1, 2, 3 cái cú click chuột thôi. Được. Một click và các bạn nhập tên và enter là xong. Vậy là giờ các bạn click vào kiểm tra tên của nó đã đổi thành công. Các bạn thấy rất là nhanh chóng, rất là mạnh mẽ được. Và tuyệt vời. Ở đây là cây của chúng ta đúng không ạ? Đấy, kích về cây 6, như các bạn đặt tên nó có thêm tiền tố như sau. Và chữ cái đầu ý hòa, các bạn RB không? Bước số 1, bước số 2 là chọn là block, bước số 3 là gõ tên cây ạ. Cây mặt bằng ạ. Như thế, enter xong. Đã được đổi tên thành KT, cây mặt bằng. Rất nhanh và rất nguy hiểm đúng không ạ?
sức mạnh của lift rất là vượt trội. Đây là cái bàn ăn 6 chỗ ngồi, bạn sẽ đổi khỏi cái tên này đi thành một cái tên nó đẹp đẽ hơn. Mình chọn vào đây mà KT ngang những bàn ăn 6. Đây là cách mình đặt tên nha, các bạn có thể tham khảo hoặc là đặt theo cái ý muốn của mình tùy mong muốn thôi nhá. Nhưng mà nên có cái tiền tố và hậu tố như này thì nhìn nó sẽ chuyên nghiệp hơn, và những cái chữ cái đầu thì bạn nên viết tinh hoa lên. Nhìn cho nó đỡ trẻ con. Và đây bạn sẽ nhìn cái chữ mà chữ nó không có tiền tố hậu tố này hay là không có chữ cái đầu tinh hoa nhìn nó rất là trẻ con như này. Nhìn vào bằng một cái bài làm mà nó sẽ không được chuyên nghiệp lắm. Đây bộ ghế sofa bạn sẽ đổi tên là RB à. KT ngang là sofa. Enter. Vậy là xong rồi ạ. Cái quá trình mình biến đổi tên cho những cái block này rất là nhanh chóng và theo ý muốn của mình. Mình sẽ kích trực tiếp một cái block nào mình mong muốn đổi tên. Đây là một ứng dụng rất hay mà clip này mình đã sưu tầm được từ khá lâu rồi. Hôm nay mình share và chia sẻ cho tất cả các mọi người, tất cả các bạn, bạn nào mà chưa biết được cái clip này và đang gặp những cái tình huống tương tự thì có thể tải về và làm theo hướng dẫn. Ok ạ. Bất kỳ những phần thắc mắc nào, câu hỏi nào bạn không làm được thì giống như trong video này bạn hãy để bình luận ở dưới phần video này nhé. Mình sẽ giải đáp và trợ giúp dành cho các bạn. Bạn nào mà thấy video này mình làm có nội dung thật là hữu ích và hay thì các bạn hãy dành tặng cho mình một like cho video và hãy đăng ký kênh của mình để nhận được thêm nhiều những video hữu ích hơn. Trong các video tới mình sẽ review những cái clip còn lại trong cái bộ sưu tập của mình. Ngoài ra thì mình sẽ review thêm những cái clip nâng cao nữa mà mình đang tổng hợp. Ở đây có khoảng tầm khoảng 15 đến 20 cái clip rồi thì mình sẽ bổ sung thêm vào trong cái danh sách này và mình sẽ làm video hướng dẫn cụ thể từng cái clip dành cho các bạn. Ok ạ. Mình là Thuận Quang, các bạn có thể kết bạn với mình qua nick Facebook Thuận Quang, bạn gõ là Thuận Quang ARC, Thuận Quang ARC để tìm đến nick của mình nhé. Đó. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.